giỏi quá. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại một lần nữa theo cô nào. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Chị Linh Trang xin chào cô giáo và xin chào các bạn nhỏ của trường mầm non Họa Mi. Không biết ngày hôm nay cô giáo và các bạn nhỏ tại trường mầm non Hàm My thì đang có tiết học gì mà chị Linh Trang đi từ ngoài thì đã thấy rất là vui rồi. À, hôm nay các bạn nhỏ lớp Sun High của trường mầm non Hàm My đang cùng lắng nghe và tìm hiểu về câu chuyện truyền thuyết cô Hùng dạy dân cấy lúa đấy chị Linh Trang ạ. Vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đang tìm hiểu về lễ hội đền Hùng như nào, hay còn gọi là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Và ngày giỗ tổ Hùng Vương đó còn là một ngày quốc lễ của Việt Nam. Các em biết không, Quốc hội nước Việt Nam thì vào năm 2007 thì đã quyết định là lựa chọn ngày 10 tháng 3 hàng năm làm ngày giỗ tổ Hùng Vương để ghi nhớ công ơn của các vua Hùng dựng nước. Và theo như truyền thuyết thì ở Việt Nam thì có tới 18 đời vua Hùng đấy các em ạ. Và ngày hôm nay thì chị Lê Trang rất là vui. Và các em có sẵn sàng để chị Lê Trang cùng tham gia giờ học kể chuyện cùng với các em không nào? Và bây giờ cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện truyền thuyết rất là hay. Đó chính là truyền thuyết vua Hùng dạy dân cấy lúa. Theo truyền thuyết vua Hùng kể lại, xưa kia nhân dân ta chưa biết cày cấy để làm ra thóc gạo. Cuộc sống chủ yếu dựa vào rễ cây, rau dại và thịt thú rừng. Thấy vùng đất ven sông sau mỗi mùa nước dâng, đất đai lại được phù sa bồi đắp thêm màu mỡ, vua Hùng mới gọi dân lại để dạy cách đắp bờ giữ nước. Một hôm, các con gái của vua Hùng theo dân đi đánh bắt cá bên sông, thấy chim từng đàn bay lượn khắp bãi. Bỗng có một chú chim hạ rơi bông lúa xuống mái tóc của một mị nương. Nàng liền đem bông lúa về trình với vua cha. Lúc bấy giờ, vua Hùng thấy là điềm lành, liền bảo các mị nương ra bãi tuốt các bông lúa và đem về. Mùa xuân, vua cùng với con dân đem các hạt ra đồng. Vua xuống bãi, lấy que nhọn chọc lỗ để tra hạt. Khi mạ lên, dân không biết cấy trồng, nên vua đã nhổ mạ lên đem tới các trà ruộng, lội xuống và cấy cho dân xem. Các mị nương và dân thấy thế cũng liền làm theo. Về sau, nhân dân ghi nhớ công ơn của vua Hùng nên đã tôn làm ông tổ nghề nông và lập đàn tịch điền, quay lưng về phía Tây Nam, ngay trên mỏm đất mà vua đã dạy dân trồng lúa. Đặt kho lương thực ở đồi lúa, để dạ ở đồi dơm. Đặt tên chợ là chợ Lú thuộc phường Minh Nông ngày nay đấy. Truyền thuyết trên thì vào mỗi mùa xuân thì người dân Phú Thọ lại phục dựng một cái lễ hội vua Hùng dạy dân cấy lúa. Và cái lễ hội này thì được phục dựng để nhằm tri ân các công ơn của các vua Hùng đã có công khai sáng nghề nông trong những ngày đầu lập nước. Lễ hội vua Hùng dạy dân cấy lúa gồm hai phần, trong đó phần lễ là các nghi thức như cáo yết, cúng thần nông, tế lễ đã tái hiện đầy đủ các nghi thức vua Hùng dạy dân cấy lúa trang nghiêm, đậm bản sắc. Sau phần lễ, phần hội được tiến hành bằng hoạt động thi cấy lúa của các đội và các trò chơi dân gian với sự tham gia đông đảo của người dân và du khách thập phương. Lễ hội mang tính đặc trưng, tiêu biểu, khởi thủy của nghề trồng lúa nước Việt Nam gắn liền với thời đại Hùng Vương đấy các em ạ. Vậy bây giờ bạn nào có thể cho cô biết trong câu chuyện truyền thuyết vua Hùng mà cô kể vừa rồi, vua Hùng đã dạy dân ta trồng cây gì nào? Nào cô mời Phương Thảo nào. Con thưa cô, trong câu chuyện cô vừa kể, vua Hùng đã dạy dân trồng cây lúa. Câu hỏi đầu tiên rất là dễ rồi đúng không nào? Bạn Phương Thảo đã trả lời rất là đúng rồi các em ạ. Và câu hỏi thứ hai chị Lân Trang muốn dành cho các em đó chính là lúc đầu khi mà người dân chưa biết trồng lúa thì vua Hùng đã làm như thế nào để giúp người dân các em nhỉ? Bạn nào biết giơ tay nào? Chị xin mời em, bạn gái có bộ áo màu cam rất là xinh. Em thưa chị, vua Hùng đã giúp dân nhổ cây mạ lên và đem tới cấy cho dân xem ạ. Rất là đúng rồi, đúng là chúng ta hãy dành cho bạn một tràng pháo tay được không? Nào bây giờ cô sẽ có một câu hỏi nữa dành cho các con này.
đó là hình ảnh mà vua Hùng lội xuống ruộng cấy cho dân xem đã gợi cho các con có suy nghĩ gì? Vua Hùng là người như thế nào nhỉ? Cô mời bạn Bảo Lâm nào. Con thương cô, con thấy vua Hùng rất yêu dân ạ. À đúng rồi, vua Hùng rất là yêu dân đúng không? Cô cảm ơn Bảo Lâm. Và có một câu hỏi tiếp theo mà chị Hương Trang muốn đố các bạn, đó chính là các bạn có biết là từ những hạt lúa trên đồng xanh thì chúng ta thường được ăn những món ăn gì hàng ngày không nhỉ? Bạn nào biết giơ tay nào? Chị xin mời em. Con thưa cô, từ những hạt lúa chúng ta có thể làm hạt gạo giả thơm ạ. Đúng rồi đấy các con ạ, từ những hạt gạo mà chúng ta có được những bát cơm dẻo thơm trong bữa ăn hàng ngày của chúng mình đấy. Và bây giờ cô sẽ có một câu hỏi khó hơn một chút này, bạn nào có thể trả lời được câu này này. Đó là các con có biết bài hát nào nổi tiếng mà có từ gạo của nhạc sĩ Trần Viết Bính không? Câu hỏi này thì có vẻ là đã làm hơi khó các bạn nhỏ của chúng ta một chút rồi. Và có lẽ rằng các bạn chưa nghĩ ra đâu, nhưng mà bây giờ chị Lê Trang chỉ cần gợi ý một chút thôi thì chị Lê Trang tin chắc rằng các bạn nhỏ của chúng ta sẽ biết ngay đó là bài hát gì. Và chị Lê Trang sẽ gợi ý một số câu trong bài hát đó nhé. Bài hát đó thì có những câu thơ như là hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy. Và không biết là khi mà chị Lê Trang nói đến đây thì các bạn nhỏ đã biết đó là bài hát nào chưa nhỉ? Chị Lê Trang thấy có rất nhiều cánh tay giơ lên rồi. Chị xin mời em nào. Đây là bài hát Hàng Giao Đàn Đàn. Xin cảm ơn em rất là nhiều và chúng ta hãy dành cho bạn một tràng pháo tay nào. Các bạn ấy đã trả lời đúng rồi đấy chị Lương Trang ạ. Và bây giờ cô xin mời các con chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này nhé. Khi mà được tham gia giờ học cùng cô và trò tại trường mầm non Hoàng My và hy vọng rằng các bạn sẽ luôn mạnh khỏe, chăm ngoan và chúng ta sẽ có thật nhiều những tiết học bổ ích hơn nữa các em nhé. Tiểu Trạch Chính Hùng hạ độc gia đình những người thân của quân sĩ nhà Minh nhằm chia rẽ quân đội nhà Minh. Thôn Thanh Viễn phía đông nam cũng có chuyện rồi. Cái gì? Tình hình giống như chỗ này trong vòng một đêm.
Người trong thôn đều chết sạch, không còn một ai. Ba thôn này cách nhau rất xa thì chính là những quân binh trong quân doanh của chúng ta, đều là đến từ những thôn làng này. Khởi bẩm tướng quân, Hoa Khấu ở gần Bạch Đầu Sơn có hành động lạ. Lần này, ta sẽ bắt hắn mãi mãi không thể trở. Tự Hào đã phải xử trí ra sao trước nước cờ này? Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Thiếu Lâm Tàng Kinh Các phát sóng lúc 17h30 trên kênh TTV. Mối quan hệ huyết thống đầy nghiệt ngã. Không phải là mẹ ruột của con. Mẹ ruột của con là bà Park Suran, đang trong viện tâm thần. Kết quả xét nghiệm, ông Eun-ki-thê và cô Hong Se-jeon có quan hệ huyết thống. Công khai cho cả thế giới biết con là máu mủ của chủ tịch. Mẹ sẽ giúp con chứ? Nếu chủ tịch có mệnh hệ gì vì phẫu thuật muộn thì cô sẽ chết với tôi. Cầu xin ông hãy sống. Cháu có chuyện này muốn nói với ông. Tôi sẽ lấy tất cả. Sau đó, sự trả thù thật sự của tôi sẽ bắt đầu. Sự trả thù mà cô nhận từ tôi sẽ dữ dội hơn bất cứ. Đón xem Sự Trả Thù Ngọt Ngào 20h30 thứ hai đến thứ bảy trên kênh TTV. Những vụ trọng án liên tiếp không hồi kết. Xuất phát. Anh cần số lượng bao nhiêu, chúng tôi đáp ứng cho anh bấy nhiêu. Cậu phối hợp với tổ 2 truy bắt tên sâm. Hành trình đấu tranh chống tội ác chưa bao giờ dừng lại. Đón xem Hồ Sơ Lửa phần 2, Người Ba Mặt 21h30 hàng ngày trên kênh TTV.